thì Linh có đây khoảng là 6 kg thịt heo, gồm thịt heo đùi, thịt heo ba rọi. Này Linh rửa sạch sẽ rồi, Linh đã chà muối, bây giờ Linh trụng qua cho nước sôi. Tại thịt ở bên đây toàn là thịt đông đá các bạn, cho nên mình phải trụng qua nước sôi cho nó ngon cục thịt mình á. Xong rồi Linh mới bỏ thịt ra đây Linh trụng á, thịt nãy Linh luộc sạch rồi nè. Thịt của Linh á, Linh trụng nó cỡ vậy nè, nó hơi hơi nó vậy là được rồi các bạn ơi, mình lấy ra mình rửa ha. Thịt heo của Linh Linh đã trụng xong rồi, bây giờ Linh rửa cho nó sạch lại. Bây giờ cái thau thịt Linh rửa xong rồi nè, Linh lấy giấy bao tỉ các bạn, khi Linh lau cho nó khô, khi nó khô rồi mình mới ướp. Giờ Linh lau hết ha, Linh lau từng cục luôn. Thịt của Linh Linh đã rửa lại xong, Linh đã lau cho nó khô rồi, bây giờ Linh ướp. Trong đây Linh có là 6 kg thịt thì Linh sẽ cho là 6 muỗng canh đường. Bây giờ Linh trộn thịt lên, Linh chờ 15 phút. Sau 15 phút Linh ướp đường xong hết rồi thì bây giờ Linh cũng cho là 3 muỗng ăn canh muối vô. 3 muỗng ăn canh muối vô đây. Linh cũng cho là 1 muỗng cà phê bột ngọt. Linh cũng cho là một ít nước màu. Đây là tỏi, Linh cũng cho là 2 muỗng ăn canh tỏi vô đây. Bây giờ Linh trộn tất cả các gia vị này cho nó đều với nhau. Sau 15 phút nữa thì Linh sẽ kho thịt nha các bạn. Bây giờ thì Linh đang bắt cái nồi nước lên là Linh chuẩn bị kho thịt. Thì Linh cũng cho đây là thêm 1 muỗng canh đường nữa. 1 muỗng canh muối nữa. 2 muỗng cà phê nước màu vô đây. Gấp thịt Linh bỏ vô. Linh sẽ hết hết bọt xong rồi Linh sẽ dặn nhỏ lửa. Linh kêu riêu cái nồi thịt của Linh tới lúc cho nó mềm luôn. Bây giờ thì Linh luộc trứng gà để chút nữa Linh sẽ bỏ vô thịt kho tàu của Linh. Linh bỏ muối vô đây để cho chút nữa trứng của Linh dễ lột á các bạn. Bây giờ thì Linh cũng hết bọt một lần nữa. Hết cái mỡ này đi nè. Xong mà Linh cũng không quên trở thịt luôn nha. Bây giờ Linh sẽ chụm thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Hello các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Linh nha. Hôm nay là Tết, Linh có làm mấy món mà giống như ở quê của Linh ngày xưa thường hay làm đó. Thì ở đây thì Linh có là dưa Linh làm chua, trong đây là có bắp cải với cà rốt. Còn cái này là rau sống thôi. À, xà lách với rau thơm. Cái này Linh có rau chóc cá nữa nè các bạn. Còn cái này là Linh làm thịt heo kho tàu. Với này là trứng gà chứ không phải trứng vịt nha. Ngày xưa ở Việt Nam Linh có trứng vịt, nhưng mà qua đây kiếm trứng vịt hơi khó nên Linh kho bằng trứng gà. Là củ kiệu chua ngọt nha các bạn. Củ kiệu này thì Linh mua trong hũ á, người ta làm sẵn rồi, mình chỉ đổ ra mình ăn thôi. Khẩu qua hầm các bạn ơi, Linh nấu được có nhiêu đây thôi à. Linh mời các bạn cùng ăn Tết với Linh nha. Mặc dù Tết ở bên đây Linh nấu chỉ được có nhiêu đây thôi, mời các bạn ăn vậy. Bây giờ thì mình ăn thịt heo kho tàu. Thịt heo kho tàu thì đây Linh kho là thịt ba chỉ á các bạn. Nè, cho các bạn coi cục thịt ba chỉ ở bên đây nè. Nhưng mà Linh cũng kho với thịt đùi nữa. Thịt ba chỉ thì Linh thấy mỡ nó hơi nhiều. Này là thịt thịt đùi nè các bạn. Linh kho nó rượu quá vậy nó mềm lắm. Mời các bạn cùng ăn với Linh nha. Nó mềm lắm mà Linh hồng mà cái nồi này là 2 tiếng á. Mời các bạn ơi. Mềm quá. Ngon quá hả? Cái này là cải Linh nhận chua với cà rốt đó các bạn. Ngon quá bạn ơi. Thịt này á, là Linh kho
trước khi Linh kho là Linh trụng qua qua nước sôi các bạn. Cái thịt kho tàu này á, là của Linh là Linh phải trụng trước, tại vì thịt của Linh là thịt đông đá đó, cho nên Linh phải xả đá nó ra, xong rồi Linh trụng sơ, xong rồi Linh mới ướp. Linh ướp với chút xíu đường trước. Linh ướp đường trước đó là để cho miếng thịt của Linh nó trong á, cái miếng mỡ nó trong. Xong rồi Linh mới ướp thêm là muối với bột ngọt. Rồi Linh bỏ thêm chút xíu nước màu nữa các bạn, nên nó lên cái màu đẹp lắm. Mời các bạn ăn cơm lên nha. Cái này là cải linh nhận chua ăn với thịt heo kho tàu. Nhưng mà ngày Tết của mình thì không thể nào thiếu củ kiệu được các bạn, nên mua củ kiệu để ăn với thịt heo kho tàu nè. Thịt của Linh nó mềm vậy. Này các bạn thấy nè, ngon ghê không? Ngon quá bạn ơi. Béo hả? Ngon quá bạn ơi. Cái này là củ cải á, chắc Linh nhận chung với củ kiệu này luôn á. Ngon bạn, rồi heo rượu, kho rượu. Cái miếng mỡ của Linh nó trong vậy á. Cái này là rau sống á, rau sống mình đem mình để mình chấm với thịt heo kho tàu á các bạn. Cái thịt của Linh á, nó thấm á, tại vì Linh kho tới 2 tiếng luôn á, bây giờ nó mềm. Mà các bạn ăn củ kiệu chấm với nước thịt kho lên nha. Cái này Linh cũng có là rau húng nè, rau diếp cá nè, quế nè, rồi xà lách nữa. Nhà mình cuốn lại cái mình chấm với nước thịt kho á, ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, thấy cục thịt ba rọi của Linh không? Ngon quá nè. Mời các bạn ăn nha. Linh bỏ thêm chút xíu như Linh nhận chua á, ngon mà. Mỡ nó béo mà nó thịt nó mềm vậy. Cái củ kiệu này cũng chua chua ngọt ngọt giống như củ kiệu của mình ở Việt Nam thôi các bạn. Mà ở bên đây á, là nó người ta bán vô hũ sẵn, người ta ngâm sẵn hết rồi. Thịt heo kho tàu á các bạn, mình phải kho có chút xíu mỡ mới ngon, chứ mình kho mà nạc không thì ăn cũng không ngon nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, ngày Tết thì mình không thể nào thiếu khổ qua hầm được.
Trái khổ qua ở bên đây các bạn nó bự lắm chứ nó không có nhỏ giống như mấy trái nhỏ ở Việt Nam mình ăn một lần một trái được, còn này là trái này là khoảng cỡ hai ba trái ở Việt Nam luôn các bạn. Khổ qua này nó lớn lắm, mời các bạn ăn khổ qua hồng với Linh nha. Nước khổ qua của Linh nó ngọt ngọt mà nó nhẫn nhẫn chút xíu. Nên mời các bạn ăn khổ qua hồng với Linh nha. Cái này Linh chấm thêm chút xíu nước mắm ớt. Nước mắm mặn á các bạn. Cái Linh sắc ớt Linh bỏ vô. Cái khổ qua này các bạn nó nở gai, nó không có đắng hết các bạn ơi, nó nhẫn nhẫn hơi hơi à. Bây giờ thì Linh xin kết thúc video của Linh ở đây. Linh xin cảm ơn tất cả các bạn dành thời gian theo dõi video của Linh tới giờ phút này nha. Nếu như các bạn nào thích video của Linh thì hãy nhấn nút like, share và nút đăng ký kênh giúp cho Linh nhé. Bây giờ thì Linh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Linh nha. Bye bye.